Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thái Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like nhá, một comment và một chia sẻ, nó sẽ là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nha anh em. Và chúng ta bắt đầu thôi nào anh em, let's go. Rồi thì mình sẽ vào game để tiếp tục chiến đấu với bọn nó nha anh em. Ở đây thì mình sẽ có sự kiện mới anh em ạ. Có những dòng mới sẽ xuất hiện bây giờ, đó chính là một con Absolute Zero này là con mới à? What the hell man? Con này con cũ mà. Absolute Zero là con cũ mà anh em. Ảo thật. Ui. Herbie Vice đẹp tê nhờ, mình sẽ lấy con này anh em ạ. Có thể là không lấy được. Oh my god. Đẹp thế nhờ, Herbie Vice. Con này đẹp thế. Anh em không lấy con này thì còn lấy con nào nữa đúng không? Quá là đẹp luôn. So Herbie Vice đẹp thế nhờ, khủng long cổ dài anh em ạ. Con này mà tên là khủng long cổ dài Herbie Vice. Đúng là đảo khủng long có khác, nhìn nó chất thật sự luôn ha. Nhìn nó chất và nó đẹp thật sự luôn. Ok. Chúng ta cần phải tập trung hết sức để chơi cái sự kiện này anh em ạ. Lấy coi. Sự kiện này diễn ra trong vòng ít nhất là sẽ rơi vào khoảng What the hell man? Nó chỉ ra trong khoảng 2 ngày thôi anh em mà thiết lấy thấy quái được cái con rồng kia. Ảo ma thật sự luôn anh em ạ. Ảo thật đấy. Ảo thật đấy. Làm sao lấy được cái con Herbie Vine này? Herbie Viner này. Làm sao lấy được? Từ từ nha anh em. Mình sẽ vào trang của đang deadlit.com. Sự kiện này là sự kiện gì? Isla Pedira. Con đẹp lắm, con này đẹp quá nhỉ. Con này đẹp quá. Đẹp quá anh em, nó có con đệ đằng sau. Nó cổ dài mà chiến thật sự anh em ạ. Hệ lá, hệ mặt trời, hệ hệ gì à? Đây là hệ gì? Hệ băng và hệ nước à. Không có sự kiện này luôn ạ. Không có tên sự kiện này luôn anh em ạ. What the hell? Event làm gì có? À đây. Con này sẽ mất khoảng 10.830 coin anh em. Tổng số chưa sẽ thu hợp được khoảng 5.400 coin. Holy shit, thế thì làm sao mà đủ? Mày đùa tao à? 10.830 coin và tổng cộng là mình chỉ có lấy được khoảng 5.400 thôi. Thì mình sẽ lấy đâu ra 5.430 coin nữa bây giờ ha? Mình lấy đâu ra 5.430 coin nữa bây giờ ha? Khó thật sự luôn. Ở đây có xem quảng cáo để lấy coin ha? Không. Không và không và không và không và không. Ở đây nó sẽ lấy được cái này thôi. Cái điểm di chuyển thôi anh em ạ. Holy shit, thì lấy kiểu gì? Đây, lấy coin đây anh em. Chúng ta sẽ lấy được 300. 300 này. 400 là 700. 700 với 500 là 1200. 1200. 600 là 1800. 1800 với 1000 là 2800. Cũng không đủ. Hai nghìn tám trăm coin thì làm sao đây? 2800 coin thì tôi cũng không biết là làm nào luôn. Bây giờ chúng ta mới có 2800 coin, không đủ luôn anh em ạ. Thật sự là không đủ coin luôn. Biết là phải làm thế nào bây giờ anh em ơi. Con này gần như là không thể lấy được anh em ạ. Mamatus là con gì? Absolute Zero cũng gần 8.000 mấy. Holy shit, thế thì chơi kiểu gì? Mình có xem quảng cáo được không? 2.800 coin vẫn thiếu, mình cần khoảng 5.400 cơ. Đào đâu ra bây giờ? Ảo thật đây. Cái này thì sẽ lấy được bao nhiêu coin? 25, 100, 200, 300. 300 với 300 là 600. Đấy là còn chơi gọi là full đấy. Mới được có 3k4. Mới có thiếu khoảng 2.000 coin nữa. Đào thế quái ở đâu ra bây giờ nhỉ? Cuộc đời khó khăn đến thế rồi. Không đào đổ nối ra đủ cái coin luôn anh em ạ. Tôi cũng bất lực luôn. Thật sự là bất lực rồi. Không biết làm nào trong cái tình trạng như thế này luôn anh em ạ. Chịu ấy. Từ từ ra tôi tắt bớt mấy cái video bên này đi ạ. Sợ nó hơi bị lag. Nó lag quá anh em. Rồi Giant Cloud. Rồi Elias.
16.430 Ghost Claw. Đấy, đơn giản chưa anh em? Đơn giản nhẹ nhàng. Speed up Fly Stem Quest Delicate. Chúng ta đánh kiểu gì bây giờ? Khó thật sự luôn. Fly Stem Quest. Ok, đánh luôn cái này. Chơi luôn cái này. Chơi luôn cái này anh em ơi. Thôi con này đánh không được. Con đề thần ra đấm cho cái chết luôn anh em ơi. Con này là con mới này, hôm nào mình vừa lấy được đấy xong. Nhìn chung nó khá là bá đạo và khá là đẹp. Ok, chúng ta sẽ sử dụng Aurora tấn công luôn. Tấn công và tấn công luôn anh em. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái Ninja Star bên này nha. Chiến đấu thôi bạn. Xong. Ok, chúng ta đã xong và chúng ta sẽ tất cả cái nhiệm vụ mình đã gọi là lấy hết rồi anh em ơi. Ở đây, nhiệm vụ làm cái này làm này. Collect food và hát trinh trứng. Oh my god. Collect food. Cố gắng thế mà không làm được thì không biết là làm theo cái kiểu gì luôn anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ lấy vàng. Rất là nhiều vàng luôn anh em ơi, thoải mái đi. Báo là máy đây đấy. Đấy, rồi. Đấy, rất là nhiều coin luôn. Nào, chúng ta quay trở lại lấy cái food bên này chưa? À đúng, mình còn đi đổi event chứ nhỉ? Đổi event có thể lấy được một số cái con mới đó chứ, con Vanagas này. Lấy được con Montan này, mảnh của Montan. Đây, tôi sẽ lấy mảnh của nó nha anh em. Kiếm mảnh của Vanagas và kiếm mảnh của Montan khá là dễ rồi. Ui, Vanagas luôn, vừa nói xong được mảnh của Vanagas. Ngon đấy anh em. Tôi có khá nhiều cái điểm này. Đấy, vừa lấy nói xong vừa có mảnh của Vanagas và vừa có mảnh của Montan luôn anh em ạ. Đẹp luôn. Vanagas Crest không cần. Vanagas anh em ơi. Chưa cần Vanagas. Montan sao nhiều thế? Má ơi, sao lắm mảnh của Montan thế? Vanagas. Ui, sao lắm mảnh của Montan thế nhỉ? Ảo thật đấy. Ok. Mình đang muốn chiều con Vanagas nhưng mình có phải không ta? Hình như là mình có con Vanagas. Không ạ. Ui, tôi có anh em ạ. Tôi có anh con Vanagas là mình không biết ạ. Ok. Tôi sẽ review cho anh em xem con này luôn nhá. Oh my god, đẹp quá. Được đấy. Ok, Dragons Vanagas. Vanagas đâu rồi? Đây. Quả trứng của nó đây anh em ơi. Review luôn. Ôi, không có chỗ trống rồi. Nó sẽ ném ở đâu đây? Bóng tối hệ băng, hệ primer và hệ chiến binh anh em ạ. Bóng tối băng, primer và hệ chiến binh là mình đang xem mình nên cho vào đâu. Bóng tối băng, primer và hệ chiến binh nhỉ. Đây. Có Icer đây, mình sẽ vứt. Không cho đi bán muối được nhỉ? Vãi nồi, không có đây là hệ chết rồi. 2M bao giờ mới xong anh ơi. Ui thôi, làm sao đây? Băng này anh em, cho bạn đi đâu được không bạn ơi? Không đi đâu được. Đây rồi mày, anh em phải để chỗ để nó nâng lên nha anh em. Đây chính là con Vanagas. Con này từ lâu lắm rồi mà mình lấy được rồi anh em ơi. Mở mảnh lấy luôn, triệu hồi Vanagas luôn anh em. Ôi, đẹp quá. Con rồng Legendary này thì nó là một con quá là xịn sò con bò rồi anh em. Không phải nói nhiều. Cực kỳ là đẹp. Cực kỳ là xịn sò luôn ha. Level 7 này, level 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, đang nâng cấp lên. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và đây là level thứ 20. Nice, cực kỳ đẹp luôn. Vanagas. Mình sẽ đặt tên là sói săn mồi ha. Sói săn sói này. Vãi nồi. Sói. Ok. Săn
Moi. Sói săn moi. Ok, mình sẽ test thử con này nha anh em. Thực ra cũng không còn trận nào để test nữa rồi. Chắc là nếu mà đánh thì chỉ có đánh cái League Battle thôi. Vanagas. Đấy. Dù level nó hơi thấp nhưng mà không vấn đề gì nha anh em. Oh my gosh, đẹp đấy. Xoay săn mồi. Vào đây chắc là bị ăn đấm. Thế mình đoán là vào đây sẽ bị ăn đấm rồi. Chứ còn gì nữa đúng không? Ok. Rồi chúng ta sẽ... Ui, đấm phát chết luôn anh em ạ. Phát chưa kịp làm gì luôn. Trời ơi, mày tao chưa kịp làm gì luôn. Tao chỉ muốn đấm phát thôi mà. Không cho... Nó không cho đấm luôn anh em ạ. Rồi, bị hai vờ tấn công rồi anh em. Rồi, xong ngay. Sư tử hoàng kim. Đấm phát nữa. Rồi, đơn giản mà lại hiệu quả. Đấy. Ánh sáng. Ánh sáng đo. Ok, claim này. Rồi, mình muốn test thử con kia mà nó không cho test ha. Tôi muốn test mà nó không cho test thì làm nào. Vanagat. Vanagat ra là chết. Ra là đấm chết. Ảo thật sự đây anh em ạ. Ra là đấm chết anh em ạ. Đấm đỡ nào được đây giờ. Ok. Rồi. Ninja như thế này. Như thế này thì quá mạnh luôn anh em ạ. Chuẩn luôn. Claim. Không test được à? Tôi không test nổi con đấy luôn ạ. Tôi cũng không... À đây rồi. Đây vào đây rồi không? Được anh em ơi. Vanagat vào đây thì chắc là vẫn đấm nhau được. Và... Vanagaska. Ok. Ờ, rồi. Chúng ta sẽ... chưa kịp làm gì và hào nó đấm thôi. Tôi thân chưa kịp. Chúng ta sẽ bị chết anh em ạ. Quá nhỏ chơi bắn lọ luôn anh em ơi. Nhưng mà tôi vẫn nhất định phải test được con đấy anh em ạ. Chắc chắn là tôi phải test được cái con khỉ gió rồi anh em ơi. Chắc chắn luôn rồi, không thể nào khác được. Mình phải test được cái con đấy anh em ơi. Chắc chắn luôn. Trăm luôn. Tấn công này. Ok. Delicate quest và chúng ta sẽ Martian Ars Dragon Amethyst Origami. Đủ có thể loại luôn. Bây giờ mình đuổi đánh nhau không? Và phần challenge thôi. Và challenge đấm nhau thôi thì chỉ có thế thôi. Không có cách nào khác cả. Tìm người thanh niên nào level thấp tí á. Đừng cho Vanagat đầu. Ngáo ngờ thật sự luôn. Ngu si đần độn. Cho Vanagat đầu thì đúng là ngáo ở đây à. Thế trời ơi, ngay từ đầu mình nghĩ ra cái này thì mình nghe không? Sao mình ngu nhỉ? Ngu quá trường. Nhưng mà thôi kệ gì anh em. Rồi. Oh, vãi trường, đẹp không? Đẹp, giết được bọn này luôn. Đẹp thế nhỉ, con Paragat đẹp quá. Nhưng mà gần chết rồi anh em. Rồi. Giao lưu và học hỏi thế thôi. Ok. Tấn công rồi anh em ơi. Rồi, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và hẹn lại cho anh em tập kế tiếp nha. Bye bye.